Em xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì tiếp tục bên em lại về thêm mẫu xe Toyota Innova 2007. Xe không taxi khoan đục quý vị nhé, xe gia đình sử dụng. Các chi tiết của xe rất là đẹp luôn nhé, vô lăng này. Vô lăng bốn chấu này, túi khí an toàn nhé. Đây vô lăng em nó đây. Rất là ít vết mòn, có vết mòn nhưng rất là ít nhé. Đây, một chiếc xe gia đình sử dụng, không chạy taxi khoan đục. Nên là các chi tiết của xe này mọi người nhé, rất là ok, rất là đẹp luôn. Đồ nhựa nội thất đây, củ số này. Dạo này thì mẫu xe Innova thì bên em bán khá là chạy, cũng về rất là nhiều. Chân nỉ nguyên bản này, ba gian điều hòa rất là sạch sẽ này. Táp lu đây, nội thất rất là đẹp luôn nhá. Gương kính chỉnh điện này, lý nguyên bản này. Một mẫu SUV 8 chỗ gầm cao, rất là chất lượng. Nội ngoại thất của em nó rất là tươi. Tổng thành sơn xi màu đen mọi người nhá. Xe được mang tên tư nhân biển Quảng Ninh. Cảm biến va chạm này, màn hình cam đùi đầy đủ hết nhé, đuôi gió này, sơn xi thân vỏ này mọi người hoàn toàn yên tâm rồi, rất là căng luôn. Trang bị dàn lốp đây, bộ mâm nguyên bản nhé, lốp loanh quanh tầm 70% nữa. Tay nắm ốp cương được mạc chrome đăng kiểm tháng 5 năm 2022. Và hệ thống khung gầm đây mọi người nhé, hệ thống khung gầm đây, lốp này, khung gầm sàn không mù mọt này, loanh quanh trong tầm tiền 200 triệu đồng. Mà mọi người muốn sở hữu một mẫu SUV gầm cao rộng rãi thì dòng Toyota Innova là một trong lựa chọn số 1 quý vị nhé. Một trong những mẫu xe chất lượng tốt, trang bị động cơ là 2.0 4 máy VVT-i. Động cơ VVT-i của thương hiệu Toyota thì rất là nổi tiếng rồi mọi người nhé, nổi tiếng về sự bền bỉ này, về sự kinh tế này. Một trong những mẫu xe đứng hàng đầu phân khúc về chất lượng, 14A18897 mọi người nhé, mang tên tư nhân biển Quảng Ninh. Một vòng ngoại thất của em nó đây, một chiếc xe không taxi khoan đục nên là còn khá là cứng nhá. Các kính này đều còn nguyên zin hết mọi người này. Chiếc xe là cam kết cho mọi người là không có tai nạn, là không ngập nước nhá. Chiếc xe này còn giữ được keo chỉ nguyên zin, không mất một phân keo chỉ nào mọi người nhá. Nội thất của em nó đây, keo chỉ đây, còn nguyên zin nhá. Máy số khung gầm thì rất là chất luôn, 215 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu em nó rồi. Mọi người mà quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354152888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên Thế Anh thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì cứ liên hệ cho em nhé. Ưng xe thì đặt cọc cho em 30 triệu em sẽ vận chuyển xe cho mọi người. Khu vực miền Bắc thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển xe đến tận nhà nhé. Khu vực miền Nam, miền Trung thì bên em sẽ vận chuyển xe lồng. Xe lồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1 và điểm đến cuối cùng là tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Đây, các chi tiết đồ nhựa đây. Đồ nhựa đây, khá là đẹp luôn. Một chiếc xe là không taxi. Đây là chất lượng rất là ok nhé quý vị nhé. 215 triệu đồng cho chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2007. Một chiếc xe cam kết cho quý vị là keo chỉ zin, xe không lỗi nhá. Nội thất tablo tabi này, quá là đẹp luôn, lý nguyên bản này. Về máy gầm của chiếc xe này thì cũng gần như không phải bàn mọi người nhá, không phải bàn. Cực ngon luôn. Điều hòa Z con số ngon. Và nếu như mọi người vừa mới xem được video lần đầu tiên em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới về bên cửa hàng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đồ làm rất nguyên bản hết mọi người nhé. Máy nổ êm chất không tung giật.
rất là khô ráo đấy. Không chảy dầu mỡ, rất là êm nhá. Mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi đến kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong video tới nhé.